Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 8 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, dự báo trong hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500m nên toàn khu vực Bắc Bộ phổ biến có mưa nhỏ rải rác. Riêng các tỉnh vùng núi thuộc Tây Bắc như là Điện Biên, Lai Châu có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh. Do tác động của mưa và không khí lạnh nên trời vẫn ở ngưỡng rét về đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức là 16 cho đến 19 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi cao như Lào Cai, Lạng Sơn thì nhiệt độ có thể hạ xuống dưới ngưỡng 13 độ. Sau đó vào ban ngày, trời âm u nhiều mây, nhiệt độ cũng chỉ ở ngưỡng 20 đến 23 độ. Riêng một số nơi thuộc Lai Châu, Sơn La, nhiệt độ có thể đạt trên mức 25 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, nên tại các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Phú Yên có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ban ngày, nhiệt độ tại khu vực này nói chung ít biến đổi, phổ biến ở mức 26 đến 29 độ. Đối với các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, thời tiết cũng có thể xuất hiện mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng. Trời cũng ở ngưỡng rét với nhiệt độ chỉ dưới 21 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ, vào ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức 30 đến 33 độ. Chiều tối và đêm cũng có mưa rào và dông xảy ra. Đến với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng đã duy trì ở các tỉnh miền Đông kèm theo tình trạng khô hạn trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, sang đến hôm nay, cũng do tác động của rãnh áp thấp vắt qua khu vực Trung Trung Bộ, nên từ chiều tối, những cơn mây đen sẽ kéo đến và trút xuống khu vực này những cơn mưa rào và dông rải rác. Trong cơn mưa dông cần đề phòng có gió giật mạnh. Theo nhận định, những cơn mưa này sẽ phần nào giảm bớt tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn đang diễn ra ở khu vực. Bên cạnh đó, nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ, phổ biến từ 32 đến 35 độ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, thời tiết vào sáng sớm ở thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, trời ở ngưỡng rét với nhiệt độ về đêm và sáng chỉ trong khoảng 18 độ. Sau đó vào ban ngày, mưa giảm và nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng 22 đến 23 độ. Với kiểu thời tiết như thế này thì quý vị có thể tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bằng việc chủ động bổ sung các loại rau củ quả chứa nhiều vitamin C trong các bữa ăn hàng ngày, nhằm bảo vệ tốt sức khỏe và chống lại virus có hại. Trong ngày hôm nay, thời tiết tại Việt Trì không biến đổi nhiều, trời có mưa nhỏ vào sáng sớm. Sau đó và trưa chiều thì trời giảm mưa. Tuy tiết trời có phần tạnh ráo nhưng nhiệt độ ban trưa cũng chỉ ở dưới ngưỡng 23 độ. Thời tiết nói chung không tác động quá nhiều tới các hoạt động thường nhật của người dân. Tuy nhiên, người dân vẫn cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương cách ly xã hội, chỉ ra đường khi thật cần thiết để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong ngày hôm nay tại Đà Nẵng, vào ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở dưới ngưỡng 30 độ. Sau đó, từ chiều tối, mây đen sẽ kéo đến và có thể gây ra mưa rào trong thời đoạn ngắn. Dự báo mưa vẫn có thể tiếp tục lặp lại trong ngày mai. Như vậy, với kiểu thời tiết vừa mưa vừa nắng, quý vị nên đặc biệt lưu ý tới sức khỏe, nhất là với người cao tuổi và trẻ nhỏ, để tránh đổ bệnh do điều kiện thời tiết. Với thành phố Đà Lạt, trong ngày hôm nay trời có nắng nhẹ với nhiệt độ ban trưa chỉ khoảng 24 đến 26 độ. Sau đó, từ chiều tối, nhiều khả năng mưa dông sẽ xuất hiện. Trong cơn dông có thể kèm theo gió giật mạnh. Những cơn mưa dông vẫn có thể lặp lại vào chiều tối trong những ngày tiếp theo, vì thế quý vị vẫn nên có biện pháp chăm sóc cây trồng phù hợp để đảm bảo năng suất. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trong sáng và trưa nay vẫn có nắng, nhưng cường độ nắng được dự báo là sẽ suy giảm hơn những ngày trước, với nhiệt độ ban trưa chỉ ở ngưỡng 34 độ. Sau đó, đến chiều tối, mưa dông có khả năng xuất hiện. Trong cơn dông, cần đề phòng những hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông sét và gió giật mạnh. Tại Cần Thơ, trong ngày hôm nay và ban ngày trời có nắng nhưng không quá gay gắt, với nhiệt độ ban trưa chỉ tăng lên ngưỡng khoảng 33 độ. Sau đó, từ trưa chiều thì mây kéo đến và có thể trút xuống những cơn mưa rào, làm giảm bớt không khí nóng bức vào ban ngày, cũng như cung cấp thêm nước tưới cho cây trồng trong thời kỳ mùa khô của khu vực. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành.